Xin chào tất cả mọi người nhé. Xin tự giới thiệu, mình là Tài, chủ của trang trại Nhu Sao Tín Tài. Thì hôm nay là chuẩn bị làm một cặp nhu. Cặp này là 9,8 lạng mọi người này. 9,8 lạng. Mình sẽ làm sạch lông cái cặp nhu này, gửi cho anh Tuyền, anh Hải Dương. Thì anh mua cặp nhu này anh nhờ trang trại làm lông sẵn, về chỉ việc anh cho vào bình thôi. Tại vì anh cũng rất là bận nên là anh sẽ nhờ trang trại làm sạch lông trước, làm sạch lông trước. Thì hôm nay là mình sẽ quay cái video cảnh làm sạch lông để đăng lên kênh YouTube của trang trại và để cho anh xem, để anh tin tưởng hơn. Đấy là trang trại khi làm bất cứ cái gì cũng muốn là các anh các chị khi đặt cái sản phẩm nhung hiêu của trang trại là yên tâm tuyệt đối về chất lượng. Thì anh chị cô chú bác nào mà có nhu cầu mua nhung hiêu tươi của trang trại thì cứ để lại số điện thoại ở bên dưới video này nhé, trang trại là sẽ tư vấn chi tiết cho mọi người. Đấy, cũng giới thiệu luôn, trang trại là chuyên về nhung hiêu sao cho mọi người nhé. Cái sản phẩm nhung hiêu tươi này thì nó rất là tốt cho sức khỏe nên là trang trại là tập trung và chủ yếu là cái sản phẩm nhung hiêu tươi này, và trang trại cung cấp ra ngoài thị trường là tươi nguyên cặp như thế này luôn. Đây, nguyên cặp như thế này là mọi người là về mọi người tự tay mọi người chế biến ở nhà, mọi người chế biến ở nhà. Đấy, trang trại cắt ra là chỉ bịt cái vết cắt lại thôi, và về là hướng dẫn mọi người tự tay mọi người chế biến ở nhà nên mọi người yên tâm tuyệt đối về cái chất lượng. Thì đối với anh Tuyền thì anh đã tin tưởng trang trại rồi thì anh mới nhờ trang trại là làm lông. Tất nhiên là cái sản phẩm tươi như này thì chuyển đi các tỉnh xa thì trang trại buộc phải yêu cầu là chuyển khoản trước một chút. Đấy, chuyển khoản trước 1 triệu là để yên tâm trang trại gửi về. Sau đấy là chuyển về thì mọi người sẽ thanh toán số tiền còn lại. Còn khi làm lông hay là phải làm sơ chế trước thì trang trại sẽ yêu cầu là chuyển khoản trước toàn bộ hoặc là chuyển khoản trước một nửa. Sau đấy là về thanh toán phần còn lại. Đấy, cái sản phẩm nhung hiêu tươi thì cái này là quy tắc bắt buộc của trang trại. Thì để làm sạch cái lông nhung hiêu này thì trang trại cũng làm rất nhiều video trước rồi. Thì hôm nay cặp nhung này không phải sắc lát, cặp nhung này chỉ làm sạch lông và gửi về cho anh thôi. Cái lớp lông nhung hiêu này mọi người nhìn này, nó rất là mỏng bên ngoài thôi, nên là sử dụng cái bếp ga ở nhà trong gia đình mọi người ấy, thì mọi người cũng có thể làm sạch được. Đây, bếp ga hoặc là lửa cồn mọi người nhé, bếp ga lửa cồn. Thì mà khi trang trại cắt ấy, thì trang trại bịt cái vết cắt lại bằng cái túi ni lông và nịt như này. Thì lúc làm mọi người cứ hơ ra. Và một cái nguyên tắc mà mọi người làm ấy, để cho huyết nó không bị chảy ra ấy, đấy là khi trong quá trình làm nhé, mọi người cố gắng là hướng cái này nó dốc lên trên, đừng có dốc hẳn xuống dưới này nhé, thì huyết nó chảy ra nó rất là phí. Kể cả khi rửa này hoặc là khi làm hơ lửa như thế này thì cũng hạn chế cái việc là chúng ta dốc thẳng cái phần đầu huyết xuống. Đây cũng là một cái kinh nghiệm mà mọi người cần phải lưu ý. Đấy, để hạn chế tối đa cái huyết nó bị chảy ra ngoài. Tất nhiên là không tránh được, nhưng mà nó sẽ hạn chế đi phần nào. Lớp lông tơ mỏng bên ngoài thì mọi người chỉ cần hơ qua cho nó hết thôi, không nên hơ quá kỹ. Mọi người có thể dùng giấy ăn sau khi hơ thì chúng ta lau cái phần cháy đi để xem coi cái phần nào mà nó chưa hết ấy, thì giờ tay vào và hơ cho cái phần đấy nó hết. Không nên hơ kỹ quá nên chúng ta cần phải dùng tay chúng ta kiểm tra liên tục. Đấy, nó là lớp lông tơ mỏng bên ngoài thôi, chúng ta không cần hơ quá kỹ nhé. Mọi người yên tâm là khi mà trang trại làm ấy, thì trang trại sẽ làm rất là cẩn thận luôn. Khi mà mọi người mà tự tay mọi người chế biến, tự làm ở nhà ấy, thì trang trại cũng sẽ hướng dẫn chi tiết cho mọi người để mọi người làm một cách là yên tâm nhất. Nên là cứ yên tâm khi mua sản phẩm nhung hiêu tươi của trang trại thì cứ yên tâm tuyệt đối về cái chất lượng nhé. Cái sản phẩm nhung hiêu này thì nó rất là tốt cho sức khỏe, giúp chúng ta là bồi dưỡng cơ thể, nâng cao cái sức đề kháng rất là hiệu quả. Đấy, đây là bắt đầu nhánh thứ hai nhé. Đặc biệt đối với những cái người mà sau phẫu thuật này, sau mổ này, đấy thì nó rất là tốt luôn.
không có bếp ga thì mọi người dùng lửa cồn cũng rất là nhanh. Và nếu mà cẩn thận mà ngồi lâu một chút thì chúng ta là dùng cái dao cạo ấy, dao cạo dâu biết thì chúng ta ngồi chúng ta cạo cũng được. Làm cái này nó rất là đơn giản thôi. Nhưng mà anh Tiền là anh cũng rất là bận công việc nên là anh nhờ trong trại làm lông luôn. Về là anh chỉ thế anh cho vào bình luôn. Cái phần gốc nhé, phần gốc nó sẽ hơi nhiều lông chút nên mọi người làm cái phần gốc làm kỹ một chút. Dùng giấy hoặc là khăn khô chúng ta lau đi cái lông cháy để chúng ta còn xem được cái phần nào mà chưa hết lông ấy, chúng ta hơ vào đấy kỹ hơn. Anh chị nào, cô chú bác nào mà có nhu cầu mua nhung hươu tươi thì cứ để lại cái số điện thoại ở bên dưới video này, trang trại sẽ tư vấn chi tiết cho mọi người. Hoặc hãy liên hệ với trang trại nhung hươu sao Tín Tài qua số điện thoại là 0903 291 899 hoặc là 0966 592 159. Trang trại là cũng sẽ có nhân viên tư vấn chi tiết cho mọi người. Cả hai cái số điện thoại mà trang trại vừa đọc ấy thì đều có sử dụng Zalo nên là mọi người có thể add Zalo để trang trại tư vấn kỹ hơn. Cái phần gốc thì chúng ta để ý là phần gốc là sẽ hơi nhiều lông một chút nên là hơi kỹ qua phần gốc này. Đây, thế là phần lông hơ rất là nhanh thôi. Đây là phần lông là mình đã hơ sạch nhé. Đây là cặp nhung sau khi đã hơ sạch lông. Tiếp đến nó là sang cái giai đoạn là hơ sạch. Rửa sạch mọi người nhé. Thì sau khi hơ lông thì mọi người sẽ phải rửa sạch qua bằng nước một lần nữa. Đấy. Mình sẽ có dùng một cái vải lưới. Cái rẻ lưới này thì trang trại chuyên dùng để rửa nhung nên là mọi người có thể ấy. Còn nhà mọi người nếu có cái rẻ lưới bắt dùng phải riêng ra đấy, dùng rẻ lưới sạch. Đấy. Thì chúng ta vệ sinh cái lớp lông đèn ở bên ngoài nhung nó được nhanh hơn. Nó sẽ có hai bước, một là sau đấy là một là rửa sạch bằng nước, sau đấy là chúng ta sẽ phải rửa sạch bằng rượu trắng. Chúng ta dùng cái lưới để chúng ta kỳ những cái lông cháy, những cái vết bẩn ở bên nhung bên ngoài sẽ sạch đi. Nhung hươu của trang trại thì đã vận chuyển đi đến 64 tỉnh thành, hầu như nơi nào cũng có rồi. Rất nhiều nơi đã biết đến cái sản phẩm này và đa phần mọi người dùng xong thì cảm nhận được cái tác dụng thật sự thì sẽ giới thiệu, rất nhiều người giới thiệu cho anh em, người nhà, bạn bè sau khi sử dụng sản phẩm ở trang trại thì giới thiệu đến người thân. Người ta bảo là cho nhau tiền không bằng là giới thiệu sản phẩm sức khỏe, cho lời khuyên về sức khỏe. Chúng ta hơi sạch lông rồi thì cái vết bẩn bên ngoài cũng rất là đơn giản thôi. Mọi người dùng đấy, nếu như mà cảm thấy đoạn nào còn lông thì chúng ta dùng cái dao cạo râu nhé. Cạo râu này thì không phải dùng cạo râu, trang trại dùng là chỉ để làm lông nhung đấy. Thì mọi người dùng để cạo sạch cái lớp lông mà đang còn đi. Đấy. Trang trại làm cho khách là cũng phải làm cẩn thận, rất là cẩn thận. Làm hàng sức khỏe thì bắt buộc là phải làm đúng cái tâm của mình. Không
không thể làm con loa được. Đấy mọi người để ý không? Tức là khi mà làm thì bắt buộc là cái đầu gốc chúng ta cầm lên trên, hạn chế chúc xuống dưới là mạch vấn đề là huyết ở trong nhung nó chảy ra. Mình cảm thấy cái chân lông nó đang còn nên là sẽ dùng cái dao cạo cạo nó sạch chân lông. Cái nhanh chín này đã xong phần khâu rửa sạch bằng nước này. Đấy. Rồi cái thứ hai. Nhắc lại là anh chị nào, cô chú bác nào mà có nhu cầu mà mua bông hoa tươi thì cứ để lại số điện thoại ở bên dưới video này để trang trại tư vấn nhé. Hoặc là anh chị cô chú bác có thể liên hệ với trang trại qua hai số điện thoại là 0903 291 899 hoặc là 0966 592 159 để trang trại tư vấn chi tiết cho mọi người. Để cả hai cái số điện thoại thì trang trại đều có sử dụng Zalo nên mọi người có thể add Zalo để trang trại tư vấn được chi tiết hơn. Cái sản phẩm hươu tươi này trang trại cung cấp ra thị trường là cung cấp hoàn toàn là tươi nguyên tộc. Đây là anh Tuyền, là anh bận là anh nhờ trang trại làm sẵn trước. Đấy. Thì làm sạch lông trước rồi về anh chỉ ngâm thôi. Còn xong là trang trại là cứ gửi nguyên, cắt xong là chỉ bỏ cái vết cắt lại thôi và gửi nguyên như vậy là về hướng dẫn mọi người là tự tay mọi người chế biến ở nhà. Nên mọi người là yên tâm tuyệt đối về cái chất lượng. Mọi người yên tâm tuyệt đối. Nói chung là tất cả là liên quan đến lông tóc thì nó sẽ không tốt cho đường ruột. Chính vì vậy là mọi người phải làm sạch đi. Đấy, nhiều anh chị chủ quan là bảo nó ngắn nó không ảnh hưởng gì đâu, nhưng mà
đối với hàng sức khỏe thì chúng ta cứ phải cẩn thận. Cẩn thận không bao giờ là thừa hết. Đấy. Cũng nhiều anh là anh để cả lại vào anh ngâm rồi nhưng mà sử dụng cũng không vấn đề gì, nhưng mà chúng ta cứ phải cẩn thận. Tại vì vào đường ruột thì nó là cái thứ lông tóc thì nó sẽ không khó tiêu hóa. Rất có thể là sẽ ảnh hưởng đến đường ruột. Sau khi cái bước làm sạch rửa sạch lông nhung bằng nước này, thì cái bước cuối cùng là sẽ rửa ba lượt là bằng rượu trắng. Rượu trắng là cái rượu mà đây, rượu bình thường, những rượu gạo mọi người nhé. Đây trang trại mình nấu luôn này, dùng cái rượu trắng này để ngâm rượu luôn ấy. Và lấy một ít ra để rửa nhung. Rửa bằng rượu thì nó vừa giúp sạch nhung nữa này, vừa sát khuẩn trước khi chúng ta ngâm, làm sạch nhung hơn. Kể cả ngâm mật ong hay là ngâm gì đấy, chúng ta cứ rửa qua rượu đi. Để ủng hộ trang trại thì mọi người hãy ấn like hoặc chia sẻ video nhé. Đấy, hoặc là ấn đã hãy đừng quên là đăng ký kênh, ấn vào cái nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất mà trang trại thường xuyên cập nhật về sản phẩm. Đây là xong rồi. Đây mọi người, đây là cặp nhung sau khi đã làm sạch nhé. Đấy, sau khi đã làm sạch thì về nếu như mọi người ngâm rượu thì sẽ phải khứa mấy nhát ở bên ngoài, như kiểu mọi người khứa cá, chúng ta dùng một cái dao sắc, chúng ta khứa thưa không khứa nhiều, khứa mấy nhát ở bên ngoài để chúng ta cho làm gì, khi chúng ta ngâm rượu thì rượu sẽ lấy chất nhung một cách là nhanh nhất, dễ nhất. Đấy, nếu mọi người để nguyên vậy cũng được, nhưng mà sẽ thời gian dùng nó sẽ lâu hơn. Thường là ngâm rượu sau 3-4 tháng là chúng ta bắt đầu sử dụng được. Thì trang trại làm hôm nay quay cái này lại để cho mọi người biết thêm về cái sản phẩm của trang trại, và cũng để cho anh Tuyền, tức là anh nhờ làm lông ấy, anh nhờ trang trại làm lông xem video này, anh cũng sẽ yên tâm hơn về cái sản phẩm của trang trại. Để trang trại là bao giờ cũng muốn mọi người khi sử dụng cái sản phẩm của mình là yên tâm, trước khi sử dụng là phải yên tâm cái này, đặt niềm tin là phải là tuyệt đối. Chứ còn khi mọi người dùng mà vẫn cứ có một cái gì đấy là nghi ngờ, lo lắng thì trang trại cũng không vui một chút nào ấy. Nên là khi làm những cái cặp nhung này thì trang trại cũng sẽ quay video lại
up lên kênh YouTube để cho mọi người theo dõi được cái kênh YouTube này, biết được về cái sản phẩm của Trang Trại. Đấy, cảm ơn mọi người đã đón xem video. Đừng quên ấn đăng ký kênh nhé mọi người nhé. Ấn vào đăng ký và cái nút đăng ký ở bên dưới bên tay phải góc màn hình ấy, thì mọi người sẽ theo dõi được những video mới nhất mà Trang Trại thường xuyên cập nhật. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin cảm ơn.